xứng đáng với mày Thành đúng á. Ờ đúng rồi, lúc xíu chơi với mày Thành. Ừ. Mày muốn không? Ủa, bà định dục á. Đây là nhà ga, nhà ga cáp treo, rồi nó xây hoành tráng to lớn, không thể nào mà tưởng tượng nữa. Biết cái đó gì không? Sọt rác á, sọt rác.